Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993, nữ mạng. Nữ mạng Quý Dậu, cung chấn, mạng kiếm phong kim, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Quý Dậu. Nữ tuổi Quý Dậu trong cuộc sống gặp nhiều may mắn về tình duyên lẫn tiền tài. Lúc còn trẻ khá lận đận trong việc gây dựng sự nghiệp, nhưng sau kết hôn được quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống có nhiều tươi đẹp. Bước sang tuổi trung niên, tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống, về già hưởng cuộc sống thảnh thơi, yên vui bên con cháu. Tử vi tuổi Quý Dậu, sau kết hôn, hoàn cảnh thay đổi, nhiều vận may tới, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, đời sống vật chất đầy đủ, tình cảm êm ấm. Nữ Quý Dậu hưởng thọ trung bình từ 74 tuổi đến 86 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, sống phúc đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Về tình duyên, sinh vào các tháng giêng, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, thì tình duyên của nữ Quý Dậu phải trải qua nhiều vất vả mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Trong cuộc sống có nhiều điều không thuận lợi khiến họ thường xuyên phiền lòng. Sau kết hôn, cuộc sống có đôi phần khá khó khăn về mặt tài chánh. Điều này cũng làm ảnh hưởng tới tình cảm hai bên. Muốn cuộc sống được cải thiện hơn thì nữ Quý Dậu cần phải cố gắng hơn nữa trong công việc. Sinh vào các tháng 2, tháng 5, tháng 6, tháng 9 và tháng 11 âm lịch. Cuộc sống hôn nhân có nhiều vất vả nhưng nhìn chung thì khá hạnh phúc. Trong công việc và sự nghiệp có gặp phải những vấn đề nhưng không ảnh hưởng nhiều tới tình cảm hai người. Nữ Quý Dậu sinh tháng này rất có may mắn về mặt con cái. Sinh vào các tháng 3, tháng 4, tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Nữ Quý Dậu không chỉ có một tình yêu đẹp mà sau khi kết hôn cũng rất hạnh phúc, may mắn. Cuộc sống hôn nhân thuận lợi, không có nhiều vất vả lo lắng khi sống chung. Lại có vận tiền tài, nữ Quý Dậu sinh vào các tháng trên rất có duyên với tiền bạc. Gia đình và sự nghiệp, cuộc sống gia đình có phần yên ấm, nhất là sau kết hôn hoặc sinh con, bước sang tuổi trung niên, được hưởng nhiều phúc lộc từ con cái, sự nghiệp cũng có phần phát triển vào những năm 25 tuổi, năm 30 tuổi và năm 40 tuổi, đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Những tuổi hợp làm ăn. Nếu Quý Dậu có ý định hợp tác, tìm đối tác làm ăn thì tốt nhất nên chọn những tuổi sau đây, đó là tuổi Quý Dậu, Ất Hợi và Đinh Sửu. Do hợp tuổi nên nếu cộng tác với những tuổi này thì tuổi Quý Dậu sẽ gặp rất nhiều may mắn về tiền bạc, thành công ngoài mong đợi. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Tỵ và Tân Mùi, cuộc sống của tuổi Quý Dậu sẽ có nhiều điều may mắn. Nên duyên với tuổi Quý Dậu hoặc Ất Hợi thì nữ Quý Dậu sẽ có nhiều may mắn về tiền tài, cuộc sống tốt đẹp, giàu sang, tiêu pha thoải mái. Nếu kết hôn với Đinh Sửu hoặc Kỷ Mão thì cuộc sống rất hạnh phúc về mặt tình cảm. Ngoài ra cũng rất may mắn về công danh. Kết hôn với tuổi Tân Tỵ hay Tân Mùi, cuộc sống có nhiều niềm vui. Không phải lo nghĩ nhiều về những vấn đề trong cuộc sống. Công việc làm ăn thuận lợi. Kết hôn với một trong số các tuổi Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn, cuộc sống chỉ đẹp trên phương diện tình cảm. Còn đời sống vật chất lại khá thiếu thốn, phải lao động vất vả thì mới có được đời sống đầy đủ, ấm no sau này. Nếu kết hôn với một trong số các tuổi Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần, cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả, lo lắng. Tình cảm ban đầu rất tốt nhưng sau đó lại không được thuận lợi, do ảnh hưởng bởi những khó khăn trong cuộc sống, nhiều vấn đề trong cuộc sống nảy sinh. Nếu muốn có một gia đình yên ấm và hạnh phúc thì Quý Dậu nữ mạng cần phải có nỗ lực hơn trong chuyện gắn kết tình cảm hai vợ chồng. Có những năm mà Quý Dậu nữ mạng không nên cử hành hôn lễ do không hợp mệnh nên có thể sẽ dẫn tới nhiều khó khăn, buồn bực cho cuộc sống. Đó là vào năm 20 tuổi, 25, 26, 32, 37, 38 và năm 44 tuổi. Tuổi đại kỵ, tuổi Quý Dậu đại kỵ không hợp mạng với các tuổi sau đây, Nhâm Ngọ và Canh Ngọ. Nếu làm ăn hợp tác với những người tuổi này thì sẽ đạt được những kết quả không như ý, có thể hao tổn tiền tài. Quý Dậu cũng không nên kết hôn với các tuổi trên, nếu không cuộc sống sau này sẽ gặp nhiều vất vả và khổ cực. Năm khó khăn nhất,
Trong cuộc sống có những năm mà quý dậu nữ mạng làm việc gì cũng gặp khó khăn cản trở, cuộc sống nhiều điều không may mắn, đó là vào năm 24 tuổi, 28, 32, 38 và năm 42 tuổi. Trong những năm này cần cẩn thận hơn trong mọi vấn đề của cuộc sống. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, xuất hành vào những ngày lẻ, giờ lẻ, tháng lẻ sẽ rất phù hợp với tuổi quý dậu. Chuyện họ dự tính làm sẽ thành công tốt đẹp, không gặp phải những cản trở nào. Diễn tiến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 22 tuổi. Năm 18 tuổi có nhiều điểm sáng nổi bật, nhất là trong học tập là và công việc. Năm 19 tuổi tình cảm gặp nhiều khó khăn, có thể sẽ dẫn tới kết quả tan vỡ. Năm 20 tuổi cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp, tuy nhiên cẩn thận hơn trong các mối quan hệ khác giới. Năm 21 tuổi có nhiều may mắn về tiền bạc, công việc bước đầu phát triển thuận lợi. Năm 22 tuổi gặp nhiều vấn đề trong tình cảm gia đình, từ năm 23 đến năm 27 tuổi. Năm 23 tuổi nhân duyên tới, cuộc sống có nhiều niềm vui. Năm 24 và năm 25 tuổi tình cảm phát triển tốt đẹp, lập gia đình trong khoảng thời gian này sẽ rất phù hợp. Năm 26 tuổi cuộc sống có điều bất ngờ, tình cảm năm này tốt đẹp. Năm 27 tuổi sự nghiệp thành công, nhiều cơ hội, nghề nghiệp mở ra. Từ năm 28 đến năm 30 tuổi, đây là khoảng thời gian tươi đẹp và ý nghĩa nhất của nữ quý dậu. Trong năm 28 tuổi tình cảm tốt đẹp, có tin vui về con cái. Năm 29 tuổi sự nghiệp thành công rực rỡ, cuối năm thu hoạch nhiều về tiền tài. Năm 30 tuổi gia đình có nhiều tốt đẹp, làm ăn buôn bán trong năm nay sẽ rất thuận lợi và thu được nhiều thành quả bất ngờ. Từ năm 30 đến năm 35 tuổi, năm 30 tuổi hạnh phúc bị cản trở, cẩn thận hơn với những mối quan hệ bên ngoài, có người phá đám. Năm 31 và năm 32 tuổi không có gì đặc biệt, công việc sự nghiệp ổn định và phát triển bình thường. Trong năm có thể gặp phải hao tổn về tài chánh. Năm 33 và năm 34 tuổi gặp khó khăn trong tình cảm gia đình và sự nghiệp, nhiều vấn đề xảy ra khiến cuộc sống có nhiều ngột ngạt và không thoải mái. Năm 35 tuổi cẩn thận về sức khỏe. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, những năm này cẩn thận hơn khi ra ngoài, không nên xuất hành đi xa. Từ năm 36 tuổi gia đình im ắng, không có vận may về tài chánh. Từ năm 35 đến năm 38 tuổi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái. Năm 39 tuổi cẩn thận trong công việc. Năm 40 tuổi cuối năm có vận may về tài lộc, làm ăn đạt được nhiều kết quả tốt. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi. Năm 41 tuổi có sự may mắn về tiền bạc, làm ăn trong năm này sẽ rất thuận lợi, thu được nhiều lợi nhuận. Năm 42 và năm 43 tuổi, cuộc sống gia đình vướng phải nhiều khúc mắc, bất đồng về quan điểm, ý kiến. Năm 44 và năm 45 tuổi, nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, tình cảm được cải thiện, tuy nhiên không có vận may về tiền bạc, công việc làm ăn cũng có nhiều bất ổn. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, những năm này nên cẩn thận hơn về sức khỏe của bản thân. Năm 46 tuổi, nhiều điều không may, cẩn thận mắc các bệnh nhỏ nhặt. Năm 47 và 48 tuổi, gia đình có điều không vui, ảnh hưởng tới tình cảm. Năm 49 và năm 50 tuổi, có vận may tài lộc nhưng không nhiều. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, năm 51 tuổi, sự nghiệp vững chắc và bắt đầu có bước tiến triển. Năm 52 tuổi, con cháu có đứa thành đạt đem tới nhiều niềm vui cho gia đình. Năm 53 và năm 54 tuổi, có vận may về tài chánh, công việc thuận lợi, tiền bạc nhiều. Năm 55 tuổi, cuộc sống không có nhiều biến động, gia đạo nhiều niềm vui. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, khoảng thời gian này sức khỏe không tốt nhưng lại có số tiền tài. Trong năm nhận được nhiều sự quan tâm tới từ người thân và bạn bè. Những năm này công việc nên để qua một bên, chú tâm vào điều dưỡng bản thân, cuộc sống có phần an nhàn hạnh phúc bên con cháu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.